Don't say that, Woody. I'm a bad influence. You can keep the good answer. You gave me know what people need to hear. I would have said, you know, we're going to the dinosaur. It's a lava hound instead, being glowed out the right side. Terada into that horror Mega Knight. The Inferno Dragon out back, though, looking pretty mighty as the lava hound pops. It's pups doing a ton of damage to the right side tower, but not going to be able to pull off just as much damage. Side, the executioner doesn't get a chance to lock on. Amaterasu, with plenty of elixir to play around with, is going to add a golem onto the right side. He's looking quite well with this push, but it's not double elixir time yet. He might not have enough to reach the tower. Enchant, what do you think?
Well, there's the tornado, and just as that happens, the Night Witch falls, the bats fall, but the Baby Dragon trying to get value here. Is it going to connect on the tower? Yes, it is. Great value for the Baby Dragon. Looks like Tally played that Knight a little bit too close to the Golem there. Might have been better off if he had kept that Baby Dragon off the tower, because that was actually a huge counter push by Amaterasu, and a relatively significant error once again, this time by Tally, though. So they're relatively close on the right side of the arena. 10:33 for Tally, 11:42 for Amaterasu. It's going to be whoever can make better use of this double elixir time. Yeah, Hog Rider comes in on the right-hand side. It's going to get one swing, but the goblins on the right get a ton of damage off, and that is in poison range. Executioner and Knight coming in on the right, and Amaterasu with 30 seconds left. This is going to be his last golem push. He needs to get down this tower, and the tower is pretty healthy, sitting at 10:33. Right side for Amaterasu will fall to this poison as the final push has been put together. Tornado pulls all those troops into a nice little clump, but Tally's got a tornado of his own, bringing those dragons right within executioner range. Excellently done by Tally. Didn't even need the tower to engage those attacking troops. Amaterasu is out of it. Tally, for the 2-0 victory, has kicked him down. Oh no, the slice and dice. You have two executioners on the field. You just get... Tornado. Và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên rồi. Tally quá là nhanh, quá nguy hiểm. Chắc là mọi người biết là... Also interesting because it marks the first time that we've got players tăng game, tăng game đây là. Close region who are going to be competing with each other. Come on, come on, come on. From China and Tally from Vietnam or Tally ơi, cố lên. Quên mất, mình cứ tưởng mình đang trong game bơm hoa. Vâng, có xuất hiện với nhà gốc Linh Hút. Đây liệu rằng là một deck xoay nhanh hay là một deck có con Pekka đây hay là Mega Knight? Minor, Mega Knight! Mega Knight xuất hiện rồi! Và Goblin có sự support của quân Goblin Spear này. Bây giờ là Minor. Ôi, Pekka dưới này thì khó rồi, khó rồi, khó trong Tali rồi, khó Tali rồi. Và ở trong những tuần này thì anh cần phải đặt nhà quân spam nhiều hơn. Quân spam phải nhiều hơn nữa. Còn Ewip xuất hiện rồi. Tuy nhiên một mình con Miner bắt ở dưới kia cũng khá là ok rồi, làm quá tròn nhiệm vụ. Mega Knight ép giáp rồi, bị thẻ của là poison với lại giáp thôi, giáp hay lock thì đấy. Phải nói là con Miner lúc nãy làm việc rất là hiệu quả. Bây giờ thì là sự solo của hai con nhà gốc Linh Hút đây. Và bên nào có nhiều Ely hơn thì bên ấy sẽ thắng, có lợi thế về Ely hơn. Hiện tại Tally đang có lợi thế về Ely và có lợi thế về máu. Deck này không phải là dị, mà deck này nó xuất hiện rất nhiều rồi, rất là nhiều rồi. Với cái nhà Goblin Hook thì nó được bắt nguồn từ những người chơi từ Trung Quốc và họ sử dụng rất là nhiều, vì vậy là không có gì lạ khi mà Fire Emblem không sử dụng nhà Goblin Hook cả. Còn với lại Tally thì anh cũng sử dụng cái deck đấy thôi. Có không ngu, đây không phải là nhấp nháp rồi. Hãy cẩn thận khi con Mega. Rồi, rất tốt với sự hỗ trợ của Goblin. Bây giờ thì đặt nhà Goblin thôi, không phải công. Bên nào công là bên ấy sẽ thiệt. Tally đang có lợi thế thì không việc gì anh cứ phải công làm gì. Còn Ewip xuất hiện rồi. Dùng Miner để bóc lốc. Tuy nhiên sẽ bị chém bởi con Mega thôi, sẽ bị một hit của con Mega. Hãy rất cẩn thận khi mà con Mega, đừng để con Mega qua cầu. Ui, ba mất thế này thì khó rồi, khó rồi. Khó như thế này, khó đây, khó đây, khó đây, khó đây. Một con Mega sẽ bị thổi bay ngay lập tức khi mà con Mega, con mất thì nó nằm ở kia. Khó cho Tally rồi, khó cho Tally rồi. Khó cho Tally đấy, anh phải thủ như anh như thế nào đây. Quá khó trong thủ đến như thế này đây. Mega thở phả quá sớm. Và quá là bất ngờ khi họ mang cả ba mất và Mega thế này rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Tất tay đi. Đừng để họ ra con Pekka. Đừng để họ ra con Pekka nữa là chết. Thôi xong rồi, là con Pekka lại xuất hiện rồi. Title bây giờ là chỉ cần Miner thôi, rất là tốt. Tally cố lên, deck mình có hiệu quả hơn mà. Bây giờ thì dùng Poison thôi, cần dùng Poison thôi.
cần dùng qua dần thôi, không có gì là phải nhớ đấy cả. Đợi khi Bamus họ qua cầu thì thả thả cái này. Hãy từ từ bút xuân. Đúng rồi, từ từ thôi. Còn Megana bên kia, còn Megana thả xuống dùng mana. Còn Becca, đúng rồi, rất tốt. Tuy nhiên con bắt nó nằm đang bắn thì xử lý nó đi, rất tốt. Goblin vào rồi, Goblin vào chủ rồi. Quá nhiều cảm xúc ở đây, đánh rất là hay đến từ Tali. Khét lẹt. Và chúng ta sẽ quay lại trận đấu tiếp theo. Giữa Tali và Quai, anh đang quay, đang im lặng đây, anh đang cầm lặng và anh quá nhiều, anh đang phải thở ở đây. Ý là trận thắng này thì bao lâu đánh tiếp? Độ khoảng độ 15 phút, tầm là 20 phút, căng lắm là 20 phút nữa. Vâng, bây giờ là spam nhà quân rồi. Sự xuất hiện của nhà Goblin Hook bây giờ rất là hiệu quả. Vâng, sử dụng Bandit, Miner, Putty. Không lao được vào trụ rồi. Tali và vô địch thì có đấu thêm gì không? Không, về nhà lấy tiền thôi. Về nhà đợi cho nó chuyển tiền vào thôi. Vâng, sự xuất hiện của nhà Goblin Hook cực kỳ là khó chịu. Và mình nghĩ là Tali có thể vào được thắng được trận này nữa thôi. Đang có lợi thế về nhà Squirrel rồi. Bây giờ tiếp tục đặt nhà quân, không có việc gì là phải vội cả Tali ạ. Liệu lần này là anh có thể là mang 150.000 đô không ạ? Hơn 2 tỷ đấy, à 3 tỷ rồi. 150.000 nhân với lại 22 là 3 tỷ rồi. Chơi game mà được 3 tỷ thì nó quá khét lẹt rồi. Vâng, deck, đúng rồi, đây thằng Khoai này nó dùng cái deck của thằng Music Master. Còn với deck của Tali thì vẫn là sử dụng cái deck lúc nãy thôi, tuy nhiên cải biến mình một chút. Hãy cẩn thận khi họ có quân support. Có quân support, xử lý đi. Poison Piercing bị bắt luôn cả ba rồi, tôi đứng. Ui, con Mega. Phải dùng Mandit rồi. Một pha lỗi đến từ lốn cuống đến từ Tali. Cố lên anh ơi. Bây giờ anh đặt trực tiếp vào quân đi. Hãy cẩn thận khi mà họ sử dụng Poison. Rất khó có thể công. Ở trong cái bài này thì mình nghĩ là phải cố gắng là phải điều con Musketeer phải tốt hơn một chút. Điều con Musketeer phải tốt hơn một chút để có thể nó giết con support. Nhưng mà như thế này thì bắt được con Ewit rồi. Rất tốt. Và con Mega thì không sợ. Con quay lại rồi, rất tốt. Vẫn có 2 hit đến từ con Miner. Bây giờ thì Poison. Hoặc là đặt quân. Và Poison, con Bandit vào được chung rồi. Vào được rồi, rất tốt. Musketeer anh bắn nhanh lên. Rồi, ơi đặt nhà quân hơi lỗi. Sao lại đặt nhà quân lỗi bên kia nhỉ? Mình không hiểu tại sao lại đặt nhà quân như vậy. Con Pekka nằm xuống điện rồi, Musketeer sẽ nằm xuống đây thôi. Dùng cái gì để chặn con mạnh? Đúng rồi. Mình cứ tưởng là thả con Mega nó lỗi nhưng mà đợi chấm chấm mất. Con Pekka nằm xuống đi, con Pekka nằm xuống đi. Rồi, rất là tốt. Tuy nhiên thì lúc nãy là một tên đánh thả nhà quân lỗi. Ok, mình sẽ làm trận tóm tắt về của Tali nhá. Nếu mà mọi người mà ủng hộ thì mình sẽ làm thôi. Những cái trận đánh của Tali là mình sẽ làm lại thôi. Có lẽ là ngày mai là mình sẽ có. Hello. Quá nhiều cảm xúc đây. Bây giờ chỉ cần hai poison nữa thôi. Hai poison và hai giáp. Thủ tốt đi. Đặt nhà quân xử lý. Mega rất là tốt. Đặt quân nhà quân rất là tốt. Cố lên Tali ơi. Còn Banit làm một chút đi. Miner rồi. Thắng rồi anh em ơi.
Một con Miner và một cái sát nữa thôi. Một con Miner và một cái sát nữa thôi. Tuy nhiên là tên này mình nghĩ là phải thủ ok đã. Thủ ok đã. Ơ. Rồi. Miner đâu? Hãy cẩn thận khi mà đừng. Khi con Mega nằm xuống rồi. Con Mega nằm xuống rồi. Ôi giời ơi. Rất là tiếc. Taliban ngày xưa nổi rất là lâu rồi, mọi người cũng biết thôi. Taliban từng đến hồi quay lại trận đấu đi, không cần phải quay nữa. Chúng ta đang sống với thực tế này. Tali mà nói, mình nghĩ là mình sẽ không mình vẫn stream, cố gắng stream thôi. Stream độ khoảng đến 10:30 là mình sẽ nghỉ. Bây giờ là Muscati và con này Yip Yap. Hãy cẩn thận, có poison như thế này thì Yip Yap sẽ làm việc được gì đâu. Tôi xong rồi. Deck Tali không biết là deck gì đây mà lại có con Muscati và lại Yip Yap như thế này. Tali anh phải xử lý như thế nào đây khi mà nhà quân của họ đang chuẩn bị đang đẻ ra để dùng poison. Dùng tay buồn cho tên này là một nghĩ là khá là bất hợp lý. Cái này là phải giải chung quyết rồi, nhưng không phải là nó đâu. Giải chung kết rồi, CZGS hôm nay là xong rồi. Mình vẫn chưa hình dung được cái deck của Sally là deck gì đây và có những quân thẻ bài như thế nào ở đây. Mình vẫn chưa thấy thẻ điều kiện nó rõ ràng hơn một chút. Quân support mới mượt mình chết lát mà không có tanh như thế này thì không được như bao nhiêu máu, không được bao nhiêu máu. Vẫn có sự sát thương thôi nhưng không được bao nhiêu. Yeah, Tally's Musketeer took down the E-Wizard, took down a little bit of that HUD, and now another Furnace comes down from Quiet, and that's just going to be a poison. I think Tally realized he's just going to go for the poison cycle every single time you drop that Furnace behind your tower. May cho Tally là trong cái bài này, Tally vẫn có hai thẻ là một con Golem IC và một con Nai. Có thể làm tank để có thể thủ được mấy con nhà spam kia rất là tốt. Bây giờ thì cần phải poison. Phải xoay ra một cái poison nữa để có thể thủ được cái đống này. Chứ không mà nếu mà nó mà công như thế này thì rất là khó. Mà nó sẽ rỉa chết thôi. Công poison và giết được bọn kia. Miner đánh lạc hướng với con Maxity nhưng mà con Maxity rất tốt. Miner có 5... Miner vẫn giết được con đấy rồi. Thẻ cuối cùng là gì đây? Hai thẻ cuối cùng mình còn chưa thấy nó xuất hiện là gì đây. Vẫn quay lại là Golem IC. Mega. Canoncat. Canoncat. Chẳng lẽ là Tornado? Mình không nghĩ là một cái Tornado đâu. Đúng, lại là Tornado rồi. Lại là Tornado rồi, thủ rất là tốt. Canoncat nó vẫn nằm đấy, vẫn sừng sững ở đấy và quạt kia không thể qua tanh được. Và bây giờ là Cycle Death Grab thì sẽ hay hơn. Cycle Death Grab và Poison sẽ hay hơn. Cycle bắt được vào Poison. Bắt Poison đi, đúng rồi, rất tốt. Và đúng rồi, mình cũng run lắm. Bây giờ là Poison có Tornado Canoncat thì không sợ con tanh nào hết, không sợ con tanh nào cả. Còn Canoncat với lại con Golem IC làm tanh nữa. Go lên. Trận thua lúc nãy chỉ là sơ suất thôi, không mình đang cầm cửa trên mà tội gì là phải thua. Bây giờ mình tính ra là cần phải 4 cái Poison nữa. Vâng, họ phải dùng Poison ở ngay cầu rồi. Bây giờ thì công nhiếp nháp và Poison. Công nhiếp nháp và Poison. Con Canoncat nằm ở nhà thì chắc chắn là thủ được ok thôi. Con vẫn có sát thương đến từ nhiếp nháp. Vẫn có sát thương đến từ nhiếp nháp. Rất tốt, 530 máu thôi. Có thể... Ui, hai con Mecha. Ôi sao, tôi xong rồi, khó rồi. Tôi xong rồi. Con Canoncat vẫn nằm đấy. Canoncat vẫn nằm đấy. Tuy nhiên thì đã bị nằm xuống rồi. Cố lên, đừng nằm xuống sớm như vậy. Đừng nằm xuống sớm. Phải Tornado rồi, phải nói Tornado chay như thế này thì khí quá. Mà có con Mega. Bây giờ là công nhiếp nháp thôi, họ dùng Poison rồi. Thì bây giờ là công nhiếp nháp. Công nhiếp nháp và Poison tập tay đi anh ơi. Tập tay đi. Bây giờ không, nhưng mà bệ thủ tên này thì mình sẽ đếm quân. Một quân, hai quân, ba quân,
và một cái tornado. Bốn quân rồi, bây giờ có tôn, có poison rồi, có poison rồi, có poison rồi, có poison rồi, và có một cái poison rồi, có 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 poison rồi, và có dây giáp rồi, chỉ cần một hit của dây giáp thôi, một hit của dây giáp và một cái poison nữa thôi, một hit của dây giáp và một cái poison. Rồi càng giàu thế mà giàu lại càng giàu. Giàu lại càng giàu rồi. Mình đoán ngay là có cái Canon Cat, với lại chắc chắn là phải có Tornado mà thủ rất là tốt, đẳng cấp là đây mà. Hay quá. Mình phải nói là chắc chắn là có Canon Cat thì chắc chắn phải có Tornado, vì nó thủ nó rất là hay. Con Canon Cat nó là con epic và nó không bị chết bởi poison. Hay quá Tali ơi. Quên mất. Vâng, quay trận bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, cố lên Tali ơi. Xuất hiện ICB hit mà con bandit sẽ nhảy vào trụ thôi. Đúng rồi, phải dùng Archer. Liệu rằng deck deck của Tali là một cái deck X-Bow không? Còn với deck kia là một deck Pekka Ram. Phong không bị tẩy chay đâu bác ơi. Vâng, X-Bow rồi. Bây giờ nhưng mà đây là deck Pekka thì có cho Tali rồi. Đặt ngay Tesla bên này, bên kia, tuy nhiên thì có thủ được không? Pekka nằm xuống rồi, con Miner cũng nằm xuống rồi. Ê, Goblin vẫn có bạn. Ui, 1.400, 1.100. 900 máu. Deck khác nhưng mà X-Bow sẽ xoay nhanh hơn nhiều so với lại cái deck của Sakuramoto. Vì vậy Sakuramoto muốn thắng thì cần phải xoay nhanh con Pekka hoặc con Ewip và con Bandit. Còn không là anh sẽ bị sắp mặt lờ bởi Tali thôi. Tali ơi, cố lên. Vâng, bây giờ là X-Bow, họ sẽ giảng tay Pekka ngay cầu luôn ạ. Không cần con support. Tuy nhiên sẽ có một cái giáp, để đại đối lạc hướng, đánh lạc hướng con X-Bow. Cậu lần mai xin tiếp theo rồi. Nhưng mà con X-Bow không, X-Bow sẽ bị sắp thôi. Rất là khó, tại vì nick của Sakuramoto là một cái deck nằm cửa trên counter. Có một hit không? Không, có một hit rồi. Good thing he didn't throw out those goblins, otherwise they would have been logged over. Got a factorino for you in chat. Cố lên Tali ơi. We have 1 2 3 4 5 6 different decks for Tali. The scientist has yet to play the same deck. Có bandit vào trụ. Ui. Đừng làm như vậy. Chỉ cần hai hit của con bandit thôi đã sấp mặt rồi. Anh hãy cảnh giác Tali ơi. Còn Miner nữa, cố gắng lên, đừng có chạy theo cách đánh của họ, vì cách đánh của họ rất là khó chịu. Vì dùng con Miner và con bandit thì chúng ta sẽ không triển khai được trận đấu. Và họ đặt con Pekka ngay cầu luôn. Hãy cẩn thận con bandit. Hãy cẩn thận con bandit, đừng để nó push và chặn ngay được tên này đi. X-Bow sẽ bắt nó vào trụ thôi. Miner kệ bà con Miner đấy, nó bị quay lại hướng rồi. X-Bow bắt vào trụ rồi. Bây giờ là còn một X-Bow bắn vào trụ đi, còn Pekka sẽ là vào trụ. Cố lên Tali. Cố lên, con Bandit sẽ bị kẹp lại, nó đứng lại. Tuy nhiên thì con Bandit nó vào con Tesla rồi. Vào trụ rồi. Và cái một cái fireball cuối cùng. Vâng, thêm mấy trăm triệu nữa rồi. Kiếm tiền không khó. In game number one, but kind of what we saw in the last semifinal matchup, where it was one-sided game one, one-sided game two, and then. Đấy, đích tủ là cái mày bây giờ mới phải mang rồi, cần gì được? Vâng, quay game thứ hai bắt đầu rồi. Spirit, Ice Golem, Archers, they're all like under three elixir that just continue to cycle your deck, and if that, you know, Pekka never hits the Tesla or the X-Bow. Vâng, bây giờ chuyển sang Hawk đánh.
Hog Rider comes out for Tali, and it looks like okay. Sẽ có Tornado rồi. Liệu rằng sơ rơ mỗi anh lại chơi cái đích? À, với Tali là một cái đích mini P.E.K.K.A. Với Tali là một đích mini P.E.K.K.A. Còn với Sakura Mode mình chưa hình dung được là anh ấy sẽ đánh cái gì đây nhá. Và một kịch bản được Lâm vẽ ra đó là Music Master sẽ nhận Tali là bố ở hai bố con. Vâng, hết nháp rồi, hết nháp rồi, hết nháp rồi. Họ chưa có một cái con thủ rất là ok, thủ vẫn rất là ok và con preset bắn rất là tốt. Một con preset tôi xử lý rất là tốt đến từ con nhếp nháp. Vâng, điều quân rất cực kỳ là khét. Đúng là Tali xử lý điều quân con X mà nó cực kỳ tốt. Yeah, I mean the king, you know, he's very very happy man at this point. Bây giờ lại là một con hot. Và nếu mà kéo này quấn con hot một hit thì con hot không có một hit, có một hit. Không được rồi, không được rồi, Goblin nó cắt nhanh quá. Tuy nhiên thì hãy cẩn thận khi mà Tali, deck của Tali là có một cái rocket và có một con mini P.E.K.K.A. mà con mini P.E.K.K.A. thì không, chắc chắn là không thể ra quân được rồi. Trên deck hiện tại bây giờ là có con mini P.E.K.K.A. và rocket với lại cái con princess thì princess phải thả từ từ, đừng có thả nhanh quá, thả nhanh quá là sẽ không counter được đúng. Mini P.E.K.K.A. bây giờ là phải thả thôi là có thể làm tank mini được. Bây giờ công hot nhưng mà công hot như này sẽ rất là khó bởi vì là họ sẽ có tornado và con này khó cho Tali rồi, khó cho Tali poison, bị poison với con kia rồi. Khó rồi, khi mà quân thầu thủ đã ra hết rồi thì rất là khó này. Tali cố lên, họ sẽ công tiếp nhát ngay lập tức. Nhưng mà họ thủ xong, họ quân họ cũng không còn nhiều, không còn đuối đi. Tornado rồi, rất là tốt, và con sẽ có 2 hit từ con Hawk. 2 hit từ con Hawk, 2 hit thôi. Hai hit rồi, một hit, chỉ có một hit thôi. Deck này nó sợ đếp nhát lắm, tại vì là deck này nó bị chết bởi chết con preset là chết luôn, là bị poison cái là chết luôn mà. Và không còn cái gì để thủ được, khó. Bây giờ Tornado, nhưng mà Tornado của họ đã có Tornado rồi, họ đã có Tornado rồi. Tali anh khá là rộn vàng khi mà công hóc ngay ở trong tương đấy. Từ từ thôi anh ơi, con princess ngay từ cầu sẽ bị vả chết thôi. Rất là phí. Mà nếu princess mà đã chết như thế này thì làm sao có thể thủ được trong tôn tiếp theo khi mà họ còn dùng công bằng nếp nhát poison. Vâng, phải dùng poison riêng rồi. Tali vẫn đang căng lắm, không phải là chỉ nghĩa nó lần đầu. Tornado không, Tornado con princess. Một cái rocket. Chúng ta sẽ có một cái rocket nữa và một cái lock. Tuy nhiên thì thủ tướng này như nào đây, thì poison rồi, bị rát rồi, rát rồi, thủ được xong rồi. Thôi xong rồi. Quá vội vàng khi sử dụng rocket là con princess sẽ chết ngay, làm sao có thể thủ được. Make it here. He can really strike, you know. He just played, you know, high intense matches, getting ready to go in this live stage. And now that it is a game. Rất là tiếc Tali anh từ từ rồi, và chúng ta sẽ đến với lại game thứ ba, game quyết định này. Ông nào not to make a mistake in this game. The history of Clash Royale can only be one story. Expect the unexpected. At the original Helsinki tournament, you heard the trivia question earlier. The number one player at the time, Derek Chung, was in attendance. Upset 3-0 in the very first match. Hồi trận này mệt quá, biết có mẹ bình luận như nào đấy. In the spring season, mọi người in North America, everyone expected CMQ turned out to be Oxlade, who we saw interviewed earlier. It is always upstarts and underdogs here in Clash Royale, and Sergio Ramos is going to continue that trend if he can defeat Tali right here. Tali, though, will veteran experience reign supreme. Get this, Tali is older than the two remaining players combined. Young versus old will be clashing right here. Yeah, Inferno Dragon's gonna be on the left-hand side. Tỷ số đang là một đều. Ooh,
the poison comes down from Tally, just trying to get that reliable chip damage in. Xử lý như nào, các bạn đi băng. Goblin xử lý đi, đừng để nó vào trụ. Rất kịp thời, nhưng mà như vậy sẽ bị lỗi tên. Tally ơi, anh từ từ thôi. Từ từ thôi Tally ơi, anh đang bị lỗi nhìn quá nhiều rồi. Resetting his laser beam over and over again. In this matchup, both or Thôi, trận này mình không bình luận nữa. Mệt quá. Rất là tiếc khi mà Tally đang bị lỗi nhịp trên này, khó quá. Mặc dù là vẫn đang còn nhiều máu đấy, nhưng mà Tally đang bị lỗi nhịp. Còn sao là con Vega? Ở kia họ còn có Becca là con Vega đấy. Vâng, Vega luôn. Miss Tower. Vâng, bắt bandit nhưng mà không. Sao lại không? Hình như bị lag hay sao ấy, ông này thả quân lỗi à? Cố lên. 1642 Không hiểu tại sao lại thả quân chậm như vậy. Và bandit bên kia. Bandit bên kia. Không còn có gì thủ rồi. Con Ewip ra rồi thì chắc chắn con rồng chết rồi. Con Mega chết rồi. Trong một cái giáp, tuy nhiên thì như thế này bị lỗ. Và tuần sau sẽ thủ như nào đây Tally ơi. Thủ như nào đây? Ôi xong rồi. Sergio Ramos is beating his chest on stage. The man has been nervous all day. He was not sure if he could make it. Ôi, tiếc quá, vì tớ bị lỗi quá nhiều. Nobody, and I mean nobody, picked Sergio Ramos to make it to the finals, and he. Rồi anh em có muốn xem được chung kết không? Anh em có muốn xem được chung kết không? Ở lại để xem. Tiếc quá. In the finals of the first ever Clash Royale World Championship. Xử lý bị lỗi quá nhiều. Mà thằng kia nó chớp thời cơ nhanh quá khi mà con bandit với lại con kia mà không tha ra con Ewip, không còn có gì để có thể thủ được. Tally đánh vội quá. Sao Ramos này chọn đánh hay, để chọn hạ quân rất hay. Đấy, không thể tin nổi. Sergio Ramos from Mexico is going to go. Nói chung Việt Nam gặp Mexico là rớt. I cannot let that match get away. Mùa trước thì cũng sợ, mùa này cũng sợ. Không biết là Say What với lại APL mà gặp này thì thôi sập. Và vẫn là xem nạ Nova với lại nó thôi. Thằng này Sergio Ramos đánh phải là Nova không, mà là thằng này là Queso đúng không? Whenever you play a rocket, you're vulnerable, and Tally learned it right there. Bóng đá nó sợ ở Thái, còn bây giờ thì bên này thì lại sợ đấy. Khi mà Thái có nên bước ra rồi thì không còn một cái gì có thể thủ được trong tuần tiếp theo. Mặc một cái đống như thế này thì không thể thủ được. Mình phải cho thêm tiền cũng thủ được. Mark của thằng An này á. Mark thằng này áo tím. Cũng có thể đấy. Đúng rồi, thằng này không ạ. Anh em còn xem nó không? Xem trận chung kết nữa không? Đấy, còn stream không là kia mình sẽ kết thúc. And of course, the intrinsic reward of wearing that golden crown. Ooh, that golden crown is where it comes out to. Now, if you're here, you play. Okay, Sam. You come in here. Okay. Mọi người còn ủng hộ mình thì mình sẽ ủng hộ mọi người thôi. Getting to be the number. Rất là đáng tiếc, trời ơi. You're going to be crowned with that. It's floating right now. That gorgeous crown. You'll be the first one to touch it. Yeah, that's true. I mean, nobody can touch it. It's like, no, do not touch. That's only for the world champion. Wow. Thôi được rồi, để mình chống mắt lên xem có thằng Sakura Mok có thể thắng được không, hay là thằng Music Master đây của trẻ tài cao, hay là một thanh niên khác Việt Nam.
Thank you, Rumham. We are here. The final còn trận tranh hạng 3 mà. Còn trận tranh hạng 3 mà. Nhớ subscribe để nó miễn phí.